Hello, 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 hello. Xin chào tất cả các bạn. Thắng đã biến trở lại thành con người bình thường rồi đây. Nhưng mà có điều là Thắng vẫn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 thanh máu. Bây giờ Thắng sống ra gì thế này Thắng... Thằng nào bắn Thắng đây? Thằng nào bắn Thắng đây? Ông dân làng vừa lem Thắng phải không? Đúng là ông rồi, chắc ông này ghét Thắng, ông lem Thắng đây mà. Đây, bảo nó còn chạy đi. À, thì ra là con xịt kem ấy bạn. Ui giời ơi, nhìn nè. À mấy bạn ơi, hôm nay Thắng không trở thành Huggy Wuggy nữa, nhưng mà Thắng vẫn được một chút sức mạnh của nó này. Đó là Thắng máu cực kỳ là trâu luôn. Con xì kẹ này bắn Thắng, Thắng không bị làm sao. Ôi giời ơi, đây đây, cho mày bắn hỏng cung luôn. Bắn nè, nè, bắn đi, cho bắn thêm phần nữa. Cho bắn thêm 3 phần nữa. Rồi ôi, Thắng cầm con chim Thắng bổ vào đầu của nó. May mà nó ở dưới nước này nhá, nếu không bây giờ không có nước ấy là nó sẽ bị chết lắng luôn. Ê, đây rồi, Thắng sẽ không quánh nó chết mà Thắng sẽ chôn nó luôn. Bây giờ là sẽ múc hết nước ở dưới chân của nó cho nó bị cháy lắng. Lêu nè. Ui dồi ôi, vẫn chưa được nè, dưới này nhiều nước quá đê. Múc thêm một sâu nữa cháy chưa. Ui dồi ôi, xong rồi ông dân nàng đổ lắm nước ở đây thế. Đổ xuống đây tiếp nè. Múc tiếp này, ui dồi ôi, múc tiếp này, cháy đi. Ủa, vẫn chưa hết nước, sợ thế nhở. Đây, hết nước chưa, oh my god, sao nhiều nước thế. Rồi, hết nước chưa, vẫn chưa hết nước luôn, đùa nhau à. Sao mấy ông dân nàng đổ nhiều nước vào trong cái khay này thế nhờ mấy bạn. What, đùa nhau sao ấy, chỗ này chắc múc ra 100 số nước mất. Ê, what, chưa hết nước luôn, mình sợ thiệt sự luôn. Đổ ra đây, vẫn chưa hết. Ô này có nước nữa không? Rồi, nước nó đang cặn dần rồi. Trời ơi, cho này Thắng múc cho này 10 xô, 20 xô. Đây, đây, cháy chưa? Lêu. Nó cháy rồi mẹ ơi. Cho mày cháy này. Cho mày cháy phát nữa. Ui giời ơi. Rồi, cuối cùng thì cũng đã tiễn được em Scare về suối suối vàng. Bây giờ Thắng phải múc nước trả mấy ông dân làng này. Trời ơi, mấy ông ấy chăm chỉ quá, múc nhiều nước vô đây quá là mình múc mãi nó mi hết luôn. Hết chưa? Ở ngoài này hết chưa? Ngoài này, ui dồi ôi, mình chết mất thôi. Múc ra cũng mệt, bây giờ múc lại thì càng mệt hơn. Ơi, cái gì vậy trời, hết nước chưa mấy bạn ơi? Vẫn chưa hết nước luôn. Ôi dồi ôi, mấy ông dân làng trâu nắng rồi. Chỗ này Thắng múc cho bạn 100 số nước rồi mà nó vẫn chán ra ngoài này. Thôi bỏ đi, Thắng cho mấy bạn xem một cái bí mật đây. Đó là ở trong cái ngôi nhà của ông dân làng này nè. Mở cửa cho mấy bạn xem. Đây có cái tấm bảng hello, và bên dưới này có một cái đường hầm bí mật, không phải là đường hầm để đi đào khoáng sản đi mai đâu, đó là đi xuống cái hang động của con Huggy Wuggy, đi tới nhà máy sản xuất Bubby Time luôn. Bubby và Lê Time thường thì nó ở trên mặt đất cơ, nhưng mà hôm nay nó lại ở dưới lòng đất này, thế nó mình nạ chứ. Mà sao bây giờ lại nhìn khác như này, rõ ràng nó là đá mà. Ui trời nó tối, Thắng đi xuống đây là trời nó tối luôn này mà Thắng còn đau. Cái gì đấy, rõ ràng là Thắng có nhiều thanh máu, thế mà bước xuống đây phát là còn đúng 2, 4, 6, 8, 9, 10 tim máu chứ không phải là 10 thanh máu. Lại còn có nhạc Poppy và Playtime mới sợ chứ. Đây có cái nút này là nút lên đúng không? Nút lên này. Rồi, Winicom. Wow. À, đây rồi. Chỗ này nó mới có một tấm kính, bây giờ ấn nút phát xem nào. Nào, kính có đóng lại không? Trời ơi, xịn sò đấy. Nhà máy này xịn sò con bờ bê đấy. Được rồi, bây giờ đi vô đây. Đấy, Playtime nè. Cái biến gì đây? Let's start, bắt đầu. Uầy, khiếp, mình chưa xuống cái hang nào mà đẹp như này. Đây có phải là nhà máy sản xuất búp bê Playtime không? Đây. Người ta bảo mình là lấy cái xẻng à, xong ấn cái nút nè. Sợ quá đê. Lại còn phải ấn cái nút này để mở cửa. Lấy cái xẻng này đúng không? Xong bắt đầu là ấn cái nút này để làm gì? Gạt cái cần gạt này để làm gì mình cũng không biết. Ấn cái nút này tiếp này, đuổi nhau sao ấy. Lại còn chỗ này lại còn có cái cầu thang để đi lên, có cái bậc thang để đi lên nữa. Nhưng mà cái hang này nó chỉ có như này vậy thôi sao? Đây. Play này, play một người này, lại còn có play 1 đến 4 người luôn. Ui, bây giờ mới chính thức là đi gặp con búp bê Huggy. Hai con. Ui, đang ở đâu đấy? Chỗ này nhìn lạ. Ồ, trời, tự nhiên mình lại bơi xuống đây làm gì, tắc thở bây giờ. Đi vào được, đây rồi, đây có đường vô rồi, nhưng mà vào bên nào bây giờ? Bên này cũng có cửa này. Mà, ố, bên này chắc là phải cần lút thì mới vô được này. Thôi là mình đi bên này, block này nhìn giống bánh trưng quá đây. Đó, đi sang bên này, đây nữa này, bên này cũng có đường để đi này. Ủa, cái gì đấy?
Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Cái gì mà bay bay đấy? Hình như lá nó đụng sao ấy. Rồi đi vô trong này cho trời đỡ mưa. Có nhiều rương quá, có cái máy cắt đá khối phạ luôn. Đợi, rương. Ơ, lúc nãy rõ ràng thằng lấy mấy cái bánh quy, nhưng mà ra đây thì lại không còn cái bánh quy nào. Có thịt bò bít tết và có cái quả đèn rồi. Lồng đèn này thì chạm vô đâu cho nó sáng. Được rồi, các bạn có cái hàng này. Oh my god, gì đây? 01, 02, 03 nó là cái gì? Oh my god, trời ơi, sao nhìn kinh dị quá đi. Ui, có bánh mì, có thịt bò bít tết ngay. Rồi, trong này không có gì luôn, không có gì luôn, không có gì luôn. Trời ơi, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Bên lấy lại còn có đường ra nữa chứ. Ủa, ui, sao càng đi là hắn càng cảm thấy cái trong này nó rộng lớn. Đã đi chả biết đang ở đâu mới cả ở đâu luôn. Ui, nhiều dương thế này. Ui, có thịt bò bít tết nhưng mà từ lấy giờ mình đã bị đói đâu. Sao chả thấy cái lút nào nhở? Ui, có đuốc rồi, có mũi tên, may quá, có đuốc là sáng trưng luôn bạn ơi. Cầm đuốc trên tay, vận may đã tới và sáng tỏa. Ồ, có cung tên nè. Có một cái nút bấm biết ngay mà. Cầm đuốc trên tay là vận may nó sẽ sáng rồi. Nhưng mà mình có mỗi 7 quả đuốc thôi, tốt nhất là cứ cầm ở trên tay cho nó sáng đi. Rồi, trong này là đâu đây? Trong này là đâu đây? Bên ngoài này cũng là đâu đây? Ôi dồi ôi, ôi, ôi. Càng đi mình càng vô đâu ý mấy bạn ơi. Càng đi càng vô đâu luôn, không biết là đang ở đâu luôn. Ui, 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 ui. Các bạn có nghe tiếng gì không? Hình như là con hắc ghi nó đang chạy chạy sao ý. Oh my god. Đúng rồi, các bạn thấy không? Oh my god. Rồi, thằng biết con hắc ghi nó ở đâu rồi. Đây nè, đây nè. Nó nấp nấp trong cái đường hầm đấy. Nhưng mà thôi, bây thằng quên, thằng lạc mất đường rồi. Đi sao mà đấy kiểu gì? À đây, 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 đây. Đi đường này nha. Xong bắt đầu, ủa nó ở trong này này. Các bạn ơi, can đảm lên, can đảm lên. Bây giờ con hắc ghi còn chu xuống đây. Nó sống, nó không ở trên mặt đất nữa. Đâu rồi? Nó đi đâu mất tiêu rồi. Wow, kia 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 kia. Ha, mình có cung tên bắn nó này. Ủa, oh my god. Wow. Thắng còn không cả kịp chạy vô cái đường hầm luôn. Sợ quá đi. Thôi, tốt nhất là không đùa với nó nữa. Giờ ta đi khám phá tiếp đây chứ cứ gặp nó là kiểu gì cũng bị bắt luôn. Đây nè. Có. Trời ơi, lại gặp nó rồi kìa. Oh my god. Oh my god, oh my god. Đóng cửa lại, lock biết mở cửa. Lock biết. Oh my god. Bạn ơi, tha cho mình bạn ơi. Ui dồi ôi, các bạn ơi, bây giờ nó có đuổi mình nè. Mình có hồi sinh phát nó đuổi ta. Ủa, nó chạy nhanh lắm nha, nó chạy nhanh lắm nha. Bây giờ đi đường nào bây giờ? Chạy sang bên này luôn, bên này luôn. Đó, 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 đó. Ui, bên này vẫn nhà vệ sinh nhờ. Oh my god, may quá, nó có. Ui, nó vẫn đuổi thắng được kìa. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Wow. Bạn ơi, cứu thắng, có ai vô đây cứu thắng với? Có ai vô đây cứu thắng với? Chứ nó bắt thắng gì này? Con Huggy này nó không hiền như mấy con Huggy hôm nọ đâu. À đây, đây, đây bạn ơi. Chỗ này còn có đường cầu thang lên này. Cầu thang lên này, cầu thang xuống đây. Thôi mình không đi được đường đó. Thôi, nó... Wow, nó lại ở kia rồi. Thế này thì khám phá kiểu gì bây giờ? Đây, 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 chạy sang cái hang này, chạy sang cái hang này, chạy sang cái hang này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy sang cái hang này, vô trong này. Ui, đường này còn, đây, đây. Có một cái đường hầm gì đây này? Ủa đây, nó có vô được không? Nó có vô được không? Đó, trong đường này có bánh mì, có một cái cần gạt này và có bánh mì luôn. Xin luôn cái cần gạt nha. Vậy là mình có nhiều cần gạt rồi. Nó đang ở bên cạnh kia kìa. Wow, kêu thằng. Ui, sợ quá, sợ quá. Rồi, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Rồi, đây, 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 đây. Cái cần gạt này nhá. Đặt vô đây nhanh lên, cố gắng không là nó bắt mình bây giờ. Ok, mở cửa rồi. Uại, trong này là đâu đây? Tìm tất cả trong cái rương đồ này. Ui sao nhiều thế này thì biết tìm cái gì. Thì hiện tại mình là ủa, đây có hai chiếc bánh mì này. Nhưng mà con Huggy nó toàn bắt được thắng luôn. Chứ nó làm sao rỉa được máu của thắng. Mà thắng cần bánh mì ủi thịt gà rồi thịt cừu sống này. Nói chung ở trong này toàn thịt là thịt thôi các bạn được biết ngay mà. Chỗ này chắc là toàn bánh kẹo thôi. Nên mình không tìm lứa. Đây, ở đây có một chiếc đầu đồng này. Wow, sợ quá đấy. Đây, lại đi vô cái hang này này. Trong này là cái lồng kính này. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Đây, trong này là kịch kim rồi là không vô được nữa. Ui. Ui mấy bạn ui. Mấy bạn đã nhìn thấy gì chưa? Ui, nó đuổi mình rồi. Chân tay của nó lồng hoa lồng hoàng luôn. Sợ quá. Oh my god. Bây giờ chạy đi đâu giờ? Giờ chạy cách không được. Cái gì đây? Nó bắt thắng kiểu gì đây? Nó còn sai đấy, sao nó bắt được thắng? Sợ quá mấy bạn ơi. Nó cứ bắt được thắng xong là nó lại đi chơi các bạn ấy. Con Huggy nó thích đi chơi ấy mày. Ê, bên này có. Bên này không thấy. Ô bên này. Cầm quái đuốc trên tay để cho vận may nó tới. Ơ, trên này có cái đường hầm đúng không? Không phải, không phải, không lên được.
Đâu rồi? Lúc lễ lộ xung quanh đây mà. Phòng gì đây? Phòng này mình vô chưa? Phòng này mình vô hết rồi. Đây nè, mấy cái phòng này mình vô hết rồi. Đây, dưới này lại có cái đường hầm nè. Đừng có bảo là lại gặp em Hockey nó ở trong này nhá. Thôi không có. Rồi đi sang bên này tiếp này. Đấy, đi sang một... Ui, có đường đi lên nè. Có đường... Ua, có đường... Ui dồi ôi, đường này lại đi đây. Đường này lại đi vô nhà vệ sinh làm cái gì đây. Đi đường khác. Còn đường khác. Đây này, còn đường dưới này nữa. Hình như... Ui, trời ơi. Lại đi lúc có một chiếc bánh gato. Ăn luôn. Lo rồi không ăn được bánh gato. Wow, kia rồi, em Haki kia rồi. Ôi, đây này, nó ở ngoài này. Wow, nó lại bắt được tăng rồi. Xịn xả. Ui, nó phi nhanh lắm. Ui. Thôi mấy bạn ơi, có lẽ là thằng phải trèo lên cái thang đằng sau của thằng để thằng trở về cái ngôi làng của thằng đây. Chứ đây là cái thế giới của con Haki Wargamer, thằng làm sao mà có thể thống trị được. Thôi sao, đang định chào các bạn mà nó... Wow, thôi các bạn ơi, thằng sẽ kết thúc cái video của thằng tại đây nha. Và hẹn gặp tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.